Em và chồng em lấy nhau cũng được hơn 2 năm. Trời ơi, nói chuyện lấy chồng mà nó cũng được hơn 2 năm, nghe nó giống như một cái gì đó nó đang không tốt. Cũng được hơn 2 năm, gọi là được, nó giống như là một cái gì đó mình thi đua càng nhiều càng tốt. Em cũng được hơn 2 năm, trời ơi, cái đó người ta hạnh phúc, người ta hưởng thụ. Mà cái đoạn đầu là cái đoạn thường đó nha, ở những cái hôn nhân mà không có xây dựng thì cái đoạn đầu là cái đoạn tốt nhất, đúng không? Đỡ nhất, nó mới nhất. Đằng sau thường là leo men, cũng được hơn 2 năm, tức là rất ngắn nhưng bạn lại có cảm giác là nhiều. Thứ hai là chữ cũng nó có vẻ như là một cái nhu nhau không tốt. Thứ hai chữ được nghe nó giống như là một cái gì đó nó có sự chịu đựng, cũng được hơn 2 năm. Tiếp tục coi, anh ấy là người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm tới em. Anh ta không lạnh lùng đâu, anh ta chỉ là cái theo em tả này là anh ta không có cái cảm giác nồng nàn yêu em thôi. Em đang mang thai hơn 2 tháng, dạo này em với anh ý cãi nhau nhưng anh ấy vô tình, anh lạnh lùng. Bây giờ nó giải thích hợp lý nè, anh ta không phải lạnh lùng với em mà là cái cảm giác yêu anh ta dành cho em nó không có. Và em vừa tả là dạo này cãi nhau, tức là khi mà nói cãi nhau có nghĩa là cái mối quan hệ tổn thương nó đã xảy ra rồi. Khi cãi nhau tức là những tổn thương nó đã ẩn rồi, nó đã có trước đó rồi, cho nên cái anh ta lạnh lùng là hợp lý. Có ai mà cãi nhau mà tổn thương nhau mà thể hiện là anh yêu em, quan tâm em, cãi nã cãi nữa cãi à. Người ta cãi xong người ta căng như dây đàn vậy đó, cho nên là anh ta lạnh lùng là hợp lý trong tình huống có những cái tổn thương. Thấy em mang thai mà anh ấy cũng chẳng nhường em, bởi nói là khi thương trái ấu tròn một cái giác trái bò cũng méo là vậy. Anh ấy vẫn để em ngủ một phòng khác, à, tức là và hơn tuần nay rồi anh ấy cũng chẳng cần quan tâm, cũng chẳng dỗ dành cho em một câu chút. Em ơi, nghe này là biết em không có kiến thức gì về hôn nhân hết rồi. Em đi tới lấy chồng rồi hôn nhân em hư luôn, em vẫn chưa biết cách sống hôn nhân. Có bạn ấy không có tình cảm với em đúng không? Đúng, ở thời điểm này là tụt, tức là hết hoặc là không, đúng. Mà em phải làm sao để một người chồng quá lạnh lùng vô tâm như thế này, em thật sự tổn thương. Em ơi, anh ta không lạnh lùng, anh ta không vô tâm, anh ta chứ không có yêu em đâu. Trời ơi, đàn ông làm gì có người vô tâm, gặp con nhỏ nào yêu có ai điên cuồng luôn chứ vô tâm gì. Em làm như người tự nhiên cái đoạn giữa nhìn vô rồi tôi có cái kiến chiếu tâm, tôi nhìn vô à, nó không có tâm. Ủa, người có tâm là sao ta, là một cái xác vô hình đi vòng vòng nha, rồi tự nhiên vất vưởng lơ lửng trong cuộc đời không có tâm. Người nhìn vô có tâm giống như một ở ngoài xác mình đi bộ đồ lỏng có vậy. Nếu như anh ơi, để tôi nhìn bác sĩ là sao nội tạng mình đi không biết nữa, bác sĩ đâu đâu khám giùm cái rồi. Để vô cái máy scan vô coi nội tạng nó, ủa sao trong trong trống rỗng vậy? Nói ở trống rỗng, trong anh là người không bộ đồ lòng, nó giống như phần trong anh không có tâm. Em ơi, người ta có tâm nhưng mà cái tâm nó không cho mình thôi, đau đớn vậy đó. Em hỏi em phải làm sao với người chồng quá lạnh lùng. Câu hỏi của em là một cái câu hỏi mà nó câu trả lời không giúp em được. Đây anh trả lời nha, em không có gì để làm với người ta cả. Khi người ta không có tình cảm với mình thì mình có gì để làm với người ta? Cơ bản là không có gì. Cái câu mà em nên hỏi là em nên làm gì với mình và cái hôn nhân của mình đó, thì nó mới là câu hỏi nên hỏi. Tạm nói theo kiểu này nè, câu hỏi đúng, tạm nói vậy đi, tại vì nói đúng sai nghe có vẻ phán xét. Cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà nó dẫn em tới cái chỗ em bị tốt đẹp đó. Tại sao phải làm gì với người ta trong khi cái quan trọng là làm với mình đó? Nên này em thấy là có nhiều cái với em không làm nè. Đặc biệt nè, em chưa biết cái kiến thức về cuộc sống tình cảm, em chưa biết cách sống cuộc sống tình cảm đúng không? Em chưa biết cách xây dựng cái hôn nhân. Hôn nhân mới 2 năm băm sát tà le, chứng tỏ là cái thời kỳ hẹn hò là đã tiêu, cảm giác yêu nó tụt từ thời kỳ hẹn hò rồi đó. 2 năm mà vậy rồi. Bây giờ mà nếu anh ta có tình cảm người phụ nữ khác, anh ta đi với nhỏ khác thì anh chẳng ngạc nhiên, anh không nói nó là đúng, anh không ngạc nhiên, là vì cái chuyện này nó xảy ra rất là bình thường, thậm chí anh ta cũng có thể đã có rồi mà em chưa nhận ra. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng, quan trọng là anh ta không, hiện tại cái tình cảm anh ta dành cho em nó là không có. Hồi trước nó có thể có lúc đầu nhưng mà sau này bây giờ hết rồi, anh nghĩ là nó đã hư từ cái thời hẹn hò. Cái hôn nhân của em theo anh, theo cái anh nhận định và anh đoán nha, nó không nên xảy ra, nó không nên xảy ra. Bây giờ em vào trạng thái em có thai, em biết khi em có thai là bất lợi hơn cho tình cảm. Khi người phụ nữ có thai là nó bất lợi thôi cho cái cảm giác yêu á. Còn cái cảm giác mà cha con mẫu tử này nọ nó là một cảm giác khác nha, mình đang nói cảm giác nam nữ. Khi người phụ nữ có thai là bất lợi, mà em sống trong cuộc sống hôn nhân mà ở cái thời điểm bất lợi đó, tại vì trong người em sẽ tiết ra những cái chất nó làm cho em khó chịu hơn, nó làm cho em phán xét hơn, nó làm cho em là, tức là cái phiên bản của mình đã là chưa trau chuốt thì chớ, khi có thai vào mình lại dễ càu nhàu, khuôn mặt thái độ mình nó khác, là vì trong người mình những cái sự thay đổi và những chất truyền dẫn thần kinh và nội tiết tố nó làm cho em khác. Thậm chí cái mùi trên người em nó cũng đẩy người đàn ông xa ra, cái nhìn trên người em nó cũng đẩy luôn.
Em thấy người phụ nữ tại sao có bầu nó phình cái bụng ra, trong khi cái eo nó phải thắt lại thì đặt nó mới hút thuốc. Tại vì cái đó là cái đấng tạo ra để bảo vệ người phụ nữ đó. Để cho người phụ nữ mang thai, một người đàn ông người ta cho người phụ nữ cái góc riêng. Thì cái đó lúc đó là lúc bất lợi cho tình cảm, mà hôn nhân em thì nó yếu từ cái thời hẹn hò. Bây giờ trong cái hôn nhân thì ông xây dựng, bây giờ em đang có thai lúc bất lợi nhất, mà lúc này là cái lúc mà em dễ cau có và rất dễ gây gổ. Em nói là gần đây gây lộn, mang thai 2 tháng thì nó cũng có phải hợp lý, là cái mức độ tổn thương nó tăng lên là việc mình có thai. Khi em có thai em sẽ mong đợi nhiều hơn những cái hiệu ứng như là nesting syndrome, những cái tức là những cái gọi là hội chứng có thai, nó sẽ làm cho em trở thành một cái người khó khó chịu hơn mà em không nhận ra, và em sẽ bắt đầu có những cái yêu cầu lớn hơn, em sẽ có những cái mong đợi lớn hơn, sự áp đặt và thái độ lời nói hành động nó làm cho người ta cảm giác áp lực hơn, trong khi cảm giác đang thì tài lai học me thì chớ lại còn vậy nữa. Tức là đây là một giai đoạn rất bất lợi của em. Rồi bây giờ câu hỏi em là làm gì với ông chồng này? Chẳng có gì để làm, cái em làm là bản thân em phải thay đổi mình, em phải biết cách thiết kế lại cuộc sống của mình, em phải trở thành một cái phiên bản khác đi. Em hãy biết cái, em hãy xây dựng cuộc sống hôn nhân, chỉnh sửa bản thân mình cho mình lành lặn lại. Em chẳng có gì để làm với người ta cả, mà em có tất cả mọi thứ để làm với bản thân. Em phải làm cái đó. Em nói là nếu mà em hỏi anh là em phải làm sao với một người chồng quá lạnh lùng vô tâm như thế này em thực sự rất buồn. Người ta đã vô tâm rồi thì em có gì để làm nếu như em nghĩ người ta vô tâm? Nếu là người ta là lạnh lùng thì em làm gì bây giờ? Em chẳng có gì để làm cả. Giống như hỏi anh Tuấn là bây giờ em làm gì với cái cục đá này để cho nó yêu em, để cho nó thành cục đá có tâm mà nó không lạnh lùng. Cục đá nó vẫn là cục đá, nó ngàn đời nó vẫn là đá, mà nó vẫn là đá thôi. Đá nhiều khi còn tốt hơn á. Tại sao biết không? Có cái câu ông gì ông nói à, ông Trịnh Công Sơn ha, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói là làm sao em biết bia đá không đau, bài bài gì Diễm Sương, mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ. Làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa gieo mọn gọt nhỏ, ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Đá không có tâm, sỏi đá mà cũng cần có nhau. Ok, không có cái gì để làm cho anh ta cả. Em là người cần thay đổi. Nếu em không đón nhận nổi cái đó, anh cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà nó là cái đúng đó. Cái đó là cái mà nhiều bạn người ta làm tới được hạnh phúc. Nó là cái mà trong sách vở, trong người thành công, trong những cái lời triết lý người ta đều dạy. Tu thân, thay đổi bản thân. Không ai nói là hãy thay đổi người khác để mình thành công. Em thử em vô những cái trại của những cái diễn giả về thành công đi. Thành công về các lĩnh vực. Thay đổi ai? Thay đổi mình để mình thành công. Bây giờ mới gọi có cái gọi là phát triển bản thân đó. Trời ơi, nó rõ như ban ngày luôn, mà cái điểm ABC ngay cái bước chặng đầu tiên trong cuộc sống để đi vào cái hướng đúng em vẫn chưa nhận ra được là nguy hiểm lắm luôn. Vẫn chưa biết sống. Ta nói cái đó đừng buồn, nhưng mà người vẫn chưa biết cái đó thì vẫn chưa biết sống, là vẫn đang thả trôi. Bởi vì người ta mới nói sanh ra lớn lên tới năm 18 tuổi xong chờ tới lúc 75 tuổi vô hồn. Sanh ra sống qua ngày, ăn qua ngày, sống qua giờ, chờ qua đời. Người đó chết từ cái năm 25 tuổi, 20 tuổi rồi, nhưng mà đợi tới năm 75, 80 mới đem chôn. Là ý người ta nói là từ nhỏ lớn lên cha mẹ nuôi rồi sống cuộc sống hưởng thụ á, tới cái tuổi mà bắt đầu gọi là tới đó người ta sẽ là bắt đầu đóng góp, bắt đầu tạo ra giá trị 18, 20 gì đó, thì là chờ tới lúc đem chôn. Mà tại sao? Tại vì nguyên đoạn sống không có ý nghĩa gì, không phải là sống á. Bởi vì mới nói là đẻ ra sanh ra lớn lên tới 18 tuổi chết, chờ tới 80 đem chôn. Ăn qua ngày sống qua giờ chờ qua đời, cái đoạn 18 tới 20 tới 80 đó, cái dạng nó ý là cuộc sống mình nó thả trôi đó. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.